Đây, tiếp tục mình ra lưới anh em ơi. Thì đêm hôm tạm ổn anh em. Thì tối nay ra nữa, cũng bãi cũ nữa. Thì chào một buổi chiều anh em mình vui vẻ luôn ha. Tràn đầy hạnh phúc anh em. Thì bữa nay gió đổi hướng nữa anh em ơi. Ngộ thiệt chứ. Làm như bữa nay không vui sao đâu. Tối thì gió bên gió bắc. Hôm nay ra trước mặt mình luôn, lưới tạt về vô mặt mình hết luôn. Ngộ thiệt đó nè. Lưới tạt vô mặt mình hết luôn. Hôm nay mình thủ mấy cái máy thêm mình đánh. Mình đánh vất anh em. Tối mình đánh 9 giờ mình mở vất lên. Chưa đầy 3 phút nó đâm lại hai con lượt luôn. Đấy, mình đánh vất thì mình được còn có mái gà một. Thì tọc tẹt vớt giác được con nữa. Bữa nay ra mái thêm thì đánh vất rồi đánh gà. Thêm mái thêm lo nữa. Đồng bữa nay người ta mới xạ lúa nữa. Lúa quá trời luôn nè, mới xạ bữa nay luôn. Nay im đi cũng đỡ. Đồng khô gan hết trơn rồi. Hai bên, bên đó cũng xạ luôn á. Trước mặt mình cũng xạ luôn á. Sau lưng cũng xạ luôn anh em. Đây bên em đây chim ghẻ hồi tối được nhiêu đó cũng được 300 mấy. Quất thì có 40 à. Gà thì ghẻ 60 100. Cũng được thì đêm thì yêu cầu 300 mấy 300 mấy cũng được đó. Khỏi đi làm mướn anh em. Khỏi đi làm hồ mệt. Sợ đêm có đêm hông đêm thất đó chứ. Đây cái máy đây. Nay em phun sơn hết luôn rồi nè. Phun sơn hết cái bề mặt này. Đừng cho nó sáng quá. Cho nó tối tối nhục. Phun sơn lại cho nó tối tối nhục. Để mình để khơi khơi vậy đó. Mình mở chấm gì luôn đi. Cho nó mát. Đừng cho nó nóng máy. Thôi vậy anh em mình kết thúc clip anh em. Thì tối nay có gì mình quay lại anh em ơi. Quay có chim có bọng gì đi không ăn chợ chó cái này em thấy không ổn rồi, không thấy vui vậy anh em. Vậy em kết thúc clip anh tối nay em quay lại anh em ơi. Con trống đầu tiên anh em ơi. Nha. Trống ăn quá ngon rồi nên bây giờ mới lên đầu tiên luôn anh em. Rồi hai giờ mấy rồi mới lên được con quốc nữa anh em ơi. Quá trời luôn rồi bữa nay. Đây nè. Con quất con gà anh em ơi, 12 giờ mấy rồi.
bỏ vô coi. Anh em, em tắt máy, em úp máy, có em quay tiếp anh em ơi. Lên con máy anh em ơi. Con máy con trứng này, con máy anh em ơi. Quá ngon. Rồi hai gà một quất ở đó nghe anh em. Ngon, em úp video luôn. Có em quay tiếp anh em ơi. Hồn. Một vị khách không mời mà đến. Vị mà đâm cái gỗ mạnh chứ. Lưới mất sao mà không lọt. Đâu ra vậy không anh em. Này chim nhỏ đi anh em. Mà mình không có đánh. Tự nó lao vô. Lao vô rồi hốt luôn. Rồi em úp video. Chào anh em ơi. Chào buổi sáng vui vẻ nha. Sáng rồi, sáng bét luôn rồi đó. Em vừa cuốn đồ xong xuôi hết trơn. Bộn bao đó thì máy móc đem chỗ xe hết trơn rồi. Bữa nay về bãi anh em ơi. Này đến bãi này hay quá. Nhón lên trời. Đây mốt giờ là gì đây đánh đó. Cây này giấu nó. Ôi chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha. Chẳng đầy hạnh phúc nha. Chúc anh em mới tập chơi sớm thành công nha. Em đi thành công rồi. Đánh hay quá trời luôn nè. Quá hay luôn anh em. Và hai con bữa nay cũng hai con nữa. làm như nó có huông rồi anh em. Qua hai gà bữa nay cũng hai gà mà bữa nay con quất à, quất bữa nay nó không đi luôn. Mấy cây này em cầm mà túi chim nè. Đó. Hai gà ha. Con trống con mái. Với con quất, con mất xéo không mời bà đến đó anh em. Đó, vậy thôi á. Như đây thôi đó. Đánh hay không? Đêm nào cũng hai con á chứ. Kệ có đỡ không anh em ơi. Nói vậy chứ đừng có đánh không có con nào là ngon à. Yêu cầu có là im à. Thì như đây cũng có tiền con đi học, tiền mình ăn sáng. Thì bữa nay em sẽ dời bãi đi trên vùng ghiền đánh anh em. Lên vùng ghiền đánh. Chứ không có đánh đây nữa ha. Lên vùng ghiền một bữa với ông chú, ông kêu rủ đi hoài. Rồi mình lên đánh với ổng luôn rồi chơi với ổng đêm hai đêm gì đó à. Rồi cái bãi này mới xả bữa nay rồi đợi lúa nó chỏ chỏ lên hơi khoảng 2-3 phân gì đó quay qua đánh lại. Thôi vậy ha anh em. Thì
clip em làm tới đây thôi anh em ơi. Thì em kết thúc clip tại đây luôn, thì hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha. Bye bye nha.